Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Những trận lũ lụt kinh hoàng và chết chóc nhất trong lịch sử loài người. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm 1931 là kết quả của một trận bão lớn và kéo dài trong mấy ngày đêm, ước tính gây thiệt mạng từ 1 triệu đến 4 triệu người, phần lớn do đói và bệnh tật. Đây được coi là một trong những trận lũ lụt khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1887. Ngoài trận lụt năm 1938 do chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra, trước đó sông Hoàng Hà đã chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1887, người ta ước tính trận lũ đã giết chết từ 900.000 đến 2 triệu người, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa. Các vùng đất nông nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được đặt biệt danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của sông Hoàng Hà được cho là đã bùng nổ khi qua các con đê ở Jiaokanku, gần thành phố Trịnh Châu ở Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực, nước lũ đã nhanh chóng lan khắp miền Bắc Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km², gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người bị mất nhà cửa, các đại dịch liên tiếp xảy ra. Tiếp theo là thiếu trầm trọng các dịch vụ y tế cơ bản đã khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn, số người thiệt mạng ngày càng tăng. Lũ lụt miền Bắc Hà Lan năm 1212. Hà Lan là đất nước nằm trên các cửa sông Rin, sông Scheldt và sông Mersey, là một trong những nạn nhân lớn nhất của lũ lụt. Trận lụt Saint-Mathieu là một trận lụt lớn xảy ra vào tháng 6 năm 1212 và kết thúc sau hơn 6 tháng tại vùng biển Bắc của Hà Lan. Trận lụt này là kết quả của một cơn bão lớn và tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ đánh vào đất liền. Theo các báo cáo, cơn sóng thần có độ cao khoảng 4,5 đến 5 mét và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các thành phố ven biển của Hà Lan. Trận lụt đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Trận lũ cũng gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được đối với tài sản và cơ sở hạ tầng. Đất nước có biểu tượng là cối xay gió đã phải mất hơn 2 năm để phục hồi sau trận lụt này. Trận lụt ở Saint Lucia, Hà Lan năm 1287. Trận lụt ở Saint Lucia, Hà Lan là một thảm họa tự nhiên lớn xảy ra tại khu vực nước Hà Lan vào tháng 12 năm 1287. Trận lụt này là kết quả của cơn bão kéo đến từ biển Bắc, khiến một mụn đất tràn vào biển và làm cho mực nước dâng cao lấn át các khu vực ven biển. Trận lụt này làm cho hơn 50.000 người thiệt mạng và làm cho một số thành phố lớn như Amsterdam và Utrecht bị chìm trong nước. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là khu vực ven biển của Hà Lan, nơi đang là trung tâm của nền kinh tế Hà Lan vào thời điểm đó. Trận lụt này đã gây ra thiệt hại lớn đến nền kinh tế của Hà Lan, khiến cho nhiều người mất đi nhà cửa, tài sản và cơ hội kinh doanh. Nó cũng có tác động lớn đến tình hình chính trị và xã hội của Hà Lan. Trận lụt này được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử đất nước này. Trận lũ lụt Thánh Elizabeth năm 1421, dù được đặt theo tên một vị thánh của Hungary, trận lụt lịch sử lại tàn phá Hà Lan nặng nề. Trận lũ lụt xảy ra trong 2 ngày, 18 tháng 11 năm 1421 và 19 tháng 11 năm 1421. Với nước ở biển Bắc làm vợ đê, biển ăn và đất liền trong suốt nhiều thập kỷ, thậm chí ngày nay, một số đất đai bị biển ăn lấn bởi trận lũ kinh hoàng năm xưa vẫn ngập nước. Trận lũ khiến khoảng 1.000 đến 10.000 người chết. Lũ lụt Thánh Felix năm 1530. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 1530 còn được biết đến là ngày Thánh Felix ở Hà Lan. Nhưng cũng đúng vào thời điểm này, một trận lũ lụt kinh hoàng đã xảy ra khiến 100.000 người Hà Lan thiệt mạng. Ngày Thánh Felix trở thành ngày thứ bảy thảm khốc khi hơn 100.000 người bị thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử cuốn trôi Flanders và Zealand. Lũ lụt Trung Quốc năm 1931. Trận lụt năm 1931 được coi là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ 20. Vào mùa hè năm đó, mực nước ở các con sông như Châu Giang, Dương Tử, Hải Hà và Hoàng Hà đã dâng cao sau những trận mưa lớn và gây ra trận lụt kinh hoàng đó. Người dân ở 16 tỉnh của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ này. Thành phố Hán Khẩu ngập lụt nặng nề. Một đợt hạn hán kéo dài 2 năm sau đó là các trận bão tuyết lớn, thậm chí là mưa lớn hơn và lốc xoáy cao hoành hành. Đến tháng 7 năm 1931, ba con sông lớn nhất ở Trung Quốc là sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Hoài đã chảy trên khả năng tối đa của chúng. Người ta ước tính trận lụt đã giết chết từ 1 triệu đến 4 triệu người, hầu hết là do đói và bệnh tật.
lũ lụt đã phá hủy mùa màng và nguồn nước ô nhiễm đã mang đến cho quần chúng những bệnh truyền nhiễm như tiết lỵ và thương hàn, là trận lụt chết chóc nhất trong lịch sử loài người được biết đến. Chính sau trận lụt năm 1931, chính phủ Trung Quốc mới nhận ra tầm quan trọng của hệ thống quản lý thiên tai, sau đó đã thiết lập hệ thống quản lý thiên tai hiệu quả để đối phó với bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào. Lũ sông Hoàng Hà, Trung Quốc năm 1938. Trận lụt sông Hoàng Hà năm 1938 đã giết chết khoảng 800.000 người ở Trung Quốc. Đáng nói, lũ lụt được tạo ra một cách nhân tạo bởi chính phủ quốc dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai. Các lực lượng Nhật Bản đang chuyển quân và chính phủ Trung Quốc muốn ngăn chặn họ. Vì vậy, họ đã phá hủy các con đê trên sông Hoàng Hà để nước chảy tự do qua các tỉnh khác nhau. Thật không may cho dân Trung Quốc, quân Nhật đã vượt ra khỏi tầm bị ảnh hưởng của trận lụt. Hầu hết các nạn nhân của trận lụt đều là người Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận sự liên đới của họ trong trận lụt cho đến khi Nhật Bản chấp nhận thất bại vào năm 1945. Sống chung với lũ cạnh Hồ Bà Dương, dân than, đê như miếng đậu phụ. Những cơn mưa chút xuống dữ dội, điện đã bị cúp nhưng bà Zhang Meifeng sống cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhất định không chịu rời khỏi nhà đi tránh trú. Con trai bà Zhang liên tục gọi về nhà giục mẹ bỏ của chạy lấy người khi báo chí đưa tin nước Hồ Bà Dương liên tục dâng cao. Nhiều ngôi nhà cao 3-4 tầng ở huyện Bà Dương, Giang Tây đã bị đổ sụp khi đê vỡ. Nước lũ tràn vào nuốt chửng những ngôi làng và đồng ruộng. Đây được xem là trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Trung Quốc. Hàng triệu người phải sơ tán, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi dòng nước lũ và 141 người chết hoặc mất tích. Khi nước ngập toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, bà Yang Mengfeng, 67 tuổi, vẫn nhất định không muốn rời đi. Đây là ngôi nhà xây bằng tiền tích góp suốt 20 năm qua của gia đình bà Zhang. Chồng bà làm thợ mộc ở Chiết Giang, còn con trai thì bán hàng ở Hải Nam. Chúng tôi kiếm được rất ít tiền, ngậm đắng nuốt cay bao năm mới xây được ngôi nhà này. Tiền kiếm được ít nên tiết kiệm cũng khổ sở lắm, bà Yang kể. Thành quả suốt nửa đời người của gia đình bà Zhang là ngôi nhà khá khang trang cao 3,5 tầng. Bên trong nhà là cầu thang xoắn ốc, nội thất gỗ và đèn chùm. Họ đã chi khoảng 10.000 đô la Mỹ để xây căn nhà này và vẫn còn nợ chút đỉnh. Mẹ không đi đâu, mẹ muốn ở lại trong nhà, bà Zhang nói với cậu con trai đang sốt ruột gọi về từ Hải Nam. Bà Zhang khó khăn lắm mới bê được chiếc TV và những đồ có giá trị khác trong nhà lên lầu khi nước lũ ập đến. Con rể bà Zhang treo thuyền đến đón mẹ đến nơi sơ tán. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, bà lại khăng khăng đòi về, mang theo một thùng bánh bao và nước uống. Ở những ngôi làng bị ngập lụt khi nước lũ tràn vào do vỡ đê ở huyện Bà Dương, nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nhiều đội cứu hộ đang cố gắng hỗ trợ người dân. Bà Zhang về nhà trên thuyền cùng con rể và hai tình nguyện viên làm công tác cứu hộ. Xung quanh họ là biển nước mênh mông. Cúi xuống mau, hai tình nguyện viên kêu lên khi chiếc thuyền đi qua đường dây điện cách mặt nước chưa đầy 1 mét. Gần đó, một ngôi nhà cao tầng đổ nghiêng xuống nước khoảng 45 độ. Khi chiếc thuyền đến nơi, bà Zhang leo lên tầng 3 của ngôi nhà vào một căn gác nhỏ và nhét thứ gì đó vào ví. Mẹ vợ tôi còn cất vài nghìn tệ ở trong nhà. Bà mất ngủ suốt mấy ngày nay khi nghĩ về số tiền, con rể bà Zhang thì thầm với hai nhân viên cứu hộ. Hầu hết người dân còn lại ở Bà Dương là người già và trẻ nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động đều bỏ lên các thành phố lớn để kiếm tiền. Họ về thăm nhà mỗi năm mỗi lần vào dịp Tết Nguyên đán. Nước lũ dâng cao khiến không ít người ở Bà Dương nhớ lại trận hồng thủy kinh hoàng khiến hơn 4.000 người chết năm 1998. Năm đó, bà Zhang ở một mình với hai con, chồng thì đi làm xa, dân làng phải sơ tán, ở tạm dưới lán lợp bạt nhựa cùng bò và lợn. Kể từ sau năm 1998, Trung Quốc đã có nhiều cải thiện tích cực về công tác phòng chống lũ lụt. Nhưng năm nay, người dân quanh Hồ Bà Dương lại phải thấp thỏm khi mực nước trong hồ đã dâng cao hơn 3 mét so với mực nước năm 1998. Mới đây, một đoạn video cho thấy Hồ Bà Dương đã bị vỡ một đoạn đê ngắn. Người dân sống quanh Hồ Bà Dương đổ lỗi cho chính quyền địa phương đã thiếu trách nhiệm trong việc rà soát đê điều. Cách nhà bà Giang không xa, ông Sheng, một nông dân ở Bà Dương cho biết 330 mẫu ruộng của gia đình ông đã bị ngập nước. Ông Sheng nói rằng năm ngoái có một con đê vỡ ở huyện Bà Dương nhưng đang được vá thì không hiểu sao lại bị bỏ dở. Nhiều người phải chịu trách nhiệm về việc này. Những con đê đáng lẽ đã không vỡ, đê ở huyện này chẳng khác gì miếng đậu phụ. Ông Sheng bức xúc. Trước đó, tờ Tân Hoa Xã cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc rà soát, kiểm tra, gia cố và bảo vệ đê điều ở Hồ Bà Dương trong mùa lũ lịch sử năm nay. Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nặng nhất ở Trung Quốc sau khi để xảy ra tình trạng vỡ đê hàng loạt.
Ông Sheng nói thêm rằng chính quyền địa phương đã thúc giục người dân gieo trồng sớm hoa màu trong vụ mùa năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi nước lũ tràn về, nhiều diện tích hoa màu xem như mất trắng. Một số người được sơ tán trong một ngôi trường cấp 2 ở huyện Bà Dương cho biết, mỗi khi đêm xuống, họ sẽ cử người đi canh đê, bắt cá hoặc trông nhà. Một số gia đình đã bị mất cắp điều hòa khi đi sơ tán. Đáng lẽ không nên xây nhà sát bờ đê. Wang Goxin, 51 tuổi, một người sống cùng gia đình trong khu sơ tán ở ngôi trường cấp 2 trầm ngâm. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.